chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại chương trình bữa tối vui vẻ. Bữa tối vui vẻ của hôm nay của chúng tôi sẽ đưa các bạn và quý vị đến một địa điểm rất là quen thuộc. Xin lỗi bạn MC nha, mình đang mất kiện. Bạn có thể quay lại sao? Chuyên viên của chúng ta ăn nói rất là có duyên. Ê sau vài giờ chửi nhau thì chúng tôi là thống nhất là miếng nào má tông mới chở đỡ qua đỡ lại xin lỗi quý vị ạ. Hôm nay chúng tôi mời tài diễn viên mất dạy. Mấy thằng mất dạy này, không được. Không tôn trọng khán giả. Thank you.